Hồ Quang Hiếu bị vợ bóc phốt chuyện không ngờ, cuộc sống hôn nhân thay đổi nhiều khi tật xấu bị lộ. Vừa qua, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã công khai bạn gái người mẫu Tuệ Như sinh năm 2000 quê Cà Mau chỉ sau ít tháng hẹn hò. Sau đó không lâu, nam ca sĩ cầu hôn bạn gái và làm thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức nên duyên vợ chồng. Được biết, 10 ngày sau, Tuệ Như dọn sang nhà Hồ Quang Hiếu sinh sống. Sau một tháng sống chung, cặp đôi cho biết tình cảm trở nên thân thiết hơn, song cũng lộ nhiều điểm xấu của đối phương. Hồ Quang Hiếu hài hước nói vợ khá lười, ngủ nhiều nhưng lại giỏi việc quán xuyến nhà cửa. Cô là người miền Tây nên khẩu vị ăn ngọt, Hồ Quang Hiếu khẩu vị ăn mặn. Là đầu bếp chính trong nhà nên Tuệ Như đang tập dung hòa khẩu vị. Giọng ca Con Bướm Xuân dù vụng về chuyện bếp núc nhưng vẫn vào bếp phụ vợ nấu cơm, chế biến những món đơn giản như trứng chiên, nấu canh. Tuệ Như không hài lòng về việc chồng có thói quen vứt đồ lung tung. Cô nhiều lần nhắc nhở nhưng ca sĩ sinh năm 1983 vẫn chưa cải thiện. Đôi lúc tôi nói mãi mà anh Hiếu không thay đổi nên tôi giận không thèm nói chuyện. Xong anh Hiếu cứ đi theo tôi năn nỉ, thế là chuyện đâu lại vào đấy, Tuệ Như chia sẻ. Trước đây Hồ Quang Hiếu sống một mình trong ngôi nhà 30 tỷ, cuộc sống tẻ nhạt khi chỉ quanh quẩn đi hát rồi ở nhà. Khi vợ về sống chung, anh cảm nhận hôn nhân đầy niềm vui và hạnh phúc. Anh nói sống có trách nhiệm hơn, sau chạy show đều liền về tổ ấm, quan tâm, chia sẻ mọi vui buồn cùng vợ. Tôi thấy cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng, nhiều niềm vui. Bây giờ tôi có người nấu ăn, giặt đồ giùm nên càng sướng hơn nữa. Tôi không biết thời gian sau sẽ ra sao nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ vui, Hồ Quang Hiếu bày tỏ. Về chuyện tình nhanh như chớp, Hồ Quang Hiếu nói, tôi có nhiều bạn yêu lâu năm nhưng không tiến được tới hôn nhân, tôi nghĩ mọi thứ đều là duyên số. Tôi gặp được Tuệ Như, tôi cảm thấy đây là người có thể đồng hành cùng mình nên quyết định đi nhanh. Tôi nghĩ mình đủ chín chắn để quyết định mọi thứ. Tuệ Như cho hay, ngoài việc không ngăn nắp thì cô cảm nhận ở Hồ Quang Hiếu mọi thứ đều hoàn hảo. Chúng tôi đang lên kế hoạch có em bé, tôi từng rất sợ tình trạng phụ nữ bị trầm cảm khi mang bầu sau sinh, song với anh Hiếu thì tôi an tâm. Anh là người của gia đình, yêu thương quan tâm người thân từng chút một. Tôi và anh Hiếu cũng tìm hiểu rất nhiều về kiến thức sức khỏe trước khi mang thai và trong giai đoạn mang thai để có một thai kỳ khỏe mạnh. Chúng tôi cũng thích có nhiều con, cô nói. Với những khán giả hâm mộ Hồ Quang Hiếu chắc chắn sẽ không thể nào quên về cuộc hôn nhân từng gây ồn ào giữa anh cùng người đẹp Ivy. Thực tế, cuộc hôn nhân này được cả hai dự kiến nhiều năm, cho đến năm 2017, khi đã ly hôn được 2 năm thì câu chuyện này mới được người trong cuộc chia sẻ trước công chúng. Theo lời Hồ Quang Hiếu, cuộc hôn nhân của anh và vợ hot girl kéo dài 2 tháng, nhưng thực chất hai người chỉ sống chung vỏn vẹn 10 ngày. Nguyên nhân được nam ca sĩ tiết lộ là vì những mâu thuẫn trong cách sống. Thường xuyên đi diễn xa, khi có dịp ở nhà tôi muốn cùng vợ ăn bữa cơm gia đình, song Ivy lại thích ra ngoài ăn uống với bạn. Cả hai bắt đầu xảy ra bất đồng và tranh cãi. Có lần 3 giờ sáng gọi điện về nhà hỏi thăm vợ thì tôi được người thân báo lại là cô ấy đi chơi chưa về. Hồ Quang Hiếu chia sẻ. Đáp lại, Ivy cho rằng cô phát hiện Hồ Quang Hiếu có người khác ngay trong đêm tân hôn nên đã rất đau khổ. Thậm chí cả gia đình nam ca sĩ đều biết về cô gái này, chỉ có cô thì không biết gì nên cảm giác gần như sụp đổ hoàn toàn sau vụ việc. Anh ấy nói chúng tôi chỉ sống chung 10 ngày rồi chia tay, nhưng thực tế là cả hai đã yêu và cưới nhau cả năm rồi mới ly hôn. Nếu chỉ sống chung vỏn vẹn 10 ngày thì tôi không bị trầm cảm suốt 1 năm sau ly hôn và mất 2 năm sau mới lấy lại cân bằng, tìm được niềm vui trở lại. 10 ngày không đủ làm tôi tổn thương đến vậy. Phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân đã đau khổ lắm rồi, mong anh đừng xuyên tạc quá khứ và phủ nhận lỗi lầm của mình. Người đẹp sinh năm 1992 bày tỏ. Sau màn đấu tố căng thẳng, Hồ Quang Hiếu và Ivy lại bất ngờ xuất hiện trong một số clip vào năm 2021. Cả hai còn tỏ ra thân thiết trước ống kính, khiến nhiều người đặt nghi vấn phải chăng đã tái hợp. Tuy nhiên vào thời điểm đó, nam ca sĩ không lên tiếng về thông tin này. Hồ Quang Hiếu là giọng ca quen thuộc với nhiều khán giả Việt. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều bản hit như Không Cảm Xúc, Con Bướm Xuân, Đừng Buông Tay Anh, Em Là Của Anh, Nơi Ấy Con Tìm Về. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất bằng các web drama như Giải Cứu Tiểu Thư, Hổ Phụ Nuôi Hổ Tử.